Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chiều nay, đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Cũng trong chiều ngày 30 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo lãnh đạo sát sao của Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo nghị quyết rất công phu, kỹ lưỡng. Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến góp ý về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của các mốc thời gian tiến hành các công việc trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Các đại biểu cũng đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thống nhất việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhằm tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để phát huy tiềm năng lợi thế, tạo đột phá giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.